Kính chào anh chị em. Hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Marco ngày thứ hai tuần thứ sáu thường niên. Khi ấy những người Pharisêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giêsu. Họ đòi người một dấu lạ từ trời để thử người. Người thở dài não nuột và nói: Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết, thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền qua bờ bên kia. Đó là lời Chúa. Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta thấy những người Pharisêu đã tranh luận với Chúa Giêsu. Và khi tranh luận, họ đã đòi Chúa Giêsu phải cho họ một dấu lạ. Có lẽ những dấu lạ họ đã thấy rất nhiều, nhưng họ đòi một dấu lạ từ trời. Có khi họ đặt vấn đề, những người ta được ơn này ơn kia có khi vì tâm lý, hay có khi là người ta bị tự kỷ ám thị, rồi thì là những dấu lạ ấy xuất hiện. Bây giờ họ muốn một dấu lạ từ trời để nói rằng đấy là một dấu lạ hoàn toàn biệt lập với tất cả những cái ảnh hưởng về tâm lý hay xã hội. Họ thử thách Đức Giêsu để xem Ngài có làm được điều đó không. Họ đòi một dấu lạ từ trời để thử người. Nhưng thưa anh chị em, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã buồn. Ngài thở dài não nuột. Có nghĩa Ngài buồn. Ngài buồn vì người ta không đi tìm chân lý. Họ đòi những dấu chỉ, nhưng những dấu chỉ ấy có đem đến cho họ lòng tin không? Họ không tìm hiểu xem Chúa Giêsu đã làm gì và những giáo huấn của Ngài nó có ý nghĩa thực sự đối với cuộc đời họ hay không. Còn họ thử thách Chúa Giêsu có khi chỉ vì tò mò, muốn xem một cái gì đó lạ lùng. Và có khi họ thử thách nhưng mà Chúa có làm thì họ cũng có cách suy diễn, có cách giải thích. Mà rất nhiều người tôi cũng đã thấy họ đòi đủ thứ dấu lạ, nhưng khi có những dấu lạ đến cho họ, họ không thay đổi gì cả. Có một trường hợp người ta nói với tôi: tại sao Chúa không làm những phép lạ, thí dụ như chân người ta cụt đấy, bây giờ Chúa làm phép lạ cho cái chân nó mọc ra, đấy là một phép lạ thì có lẽ ai phải tin. Nhưng thưa anh chị em, tôi cũng đã từng thấy biết bao nhiêu người được ơn lạ, được ơn khỏi bệnh, được ơn giải thoát, được ơn để mà thấy được những cái điều kỳ diệu, nhưng họ không tin. Hay nói đúng hơn, họ cũng tin vậy mà không bao giờ theo Chúa. Thì như thế, những dấu lạ có ích gì cho họ? Thậm chí còn có hại đối với họ là bởi vì họ đã không đáp ứng lại những gì mà Chúa đã ban cho họ. Vậy thì hôm nay chúng ta nhìn thấy, nghe thấy những người Pharisêu đòi những dấu lạ và Chúa Giêsu đã tuyên bố không có dấu lạ nào cho họ cả. Thế hệ này không được một dấu lạ nào cả. Bởi vì những dấu lạ đối với họ vô nghĩa, vô ích. Vậy thì chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu khi đứng trước những cuộc tranh luận vô bổ, Ngài không tiếp tục để mà trao đổi. Bởi vì người ta không muốn đón nhận chân lý của Ngài. Chúng ta cũng thế. Chúng ta có biết tìm kiếm Chúa không? Để rồi những điều mà Chúa tỏ mình cho chúng ta nhận ra ngay. Cho nên những dấu lạ phải dẫn họ tới đức tin. Chúng ta cũng thế. Nếu không đón nhận đức tin, thì tất cả mọi dấu lạ sẽ không đem lại một cái kết quả có ý nghĩa nào. Cùng lắm nó chỉ đem cho người ta một sự tò mò hay là một cái cảm nhận là thích thú thế thôi. Vậy chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta không cần những dấu lạ mà đọc được những dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời. Để rồi chúng ta cùng tìm đến với Chúa và để chúng ta cần khám phá ra Chúa đang nói với chúng ta những điều rất kỳ diệu trong đời thường của chúng ta. Amen.